Thằng này làm gì này? Em lướt web gì, hết giờ rồi mà. Bây giờ anh nói thật, chú làm review đã được một tháng rồi. Anh thấy chú suốt ngày là cứ lao đầu vào mấy con flagship thôi. Thì flagship thì em dùng quen rồi thì em cứ dùng thôi, có vấn dùng đề gì flagship đâu. Không bao giờ trở thành reviewer giỏi được, bởi vì quen trải nghiệm cái sướng rồi. Người ta phải trải nghiệm những cái khó khăn của người dùng mới có thể đánh giá một cách đỉnh cao và chân thực nhất, mày hiểu không? Vứt hết mấy cái điện thoại này đi. Mày hôm nay mày phải review con OnePlus Nord này cho anh nhá. Đây là chiếc điện thoại tầm trung mà tao tin chắc mày dùng nó như con Note 20 Ultra luôn. Sếp dở hơi, tầm trung sao như Note được? Mày vừa nói gì? Tầm trung sao như Note được? Cậu sếp dở hơi cơ, thằng khốn ạ. Mày không review được cái này, mày nghỉ việc đi. Con này giống Note thì chó được nhỉ. Lại phải làm. Quạt quạt. Như vậy là mình đã hoàn thành thử thách là 360 giờ sử dụng chiếc OnePlus Nord CE 5G này. Cái hồi mình mua Note 20 Ultra ấy, đây này, thì nó có giá là 27 triệu Việt kim các bạn ạ. Nhức thế. Thì bây giờ các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 1/3 số tiền mình mua chiếc Note 20 Ultra của mình năm ngoái thôi là các bạn đã có thể mua được OnePlus Nord CE 5G rồi. Và cụ thể đang được bán tại Sephora. Bạn nào quan tâm thì hãy tham khảo ngay đường link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Lúc mà ông Vinh đưa cho mình cái chiếc máy này ấy, thì mình nghĩ bụng bảo ông này dở hơi hay sao ấy, đưa cho mình một con tổng trung xong bảo mình so sánh với con flagship. Ông này chơi đồ hàng hả? Thì đấy, mình đã nghĩ như thế cho đến khi mà mình dùng cho cái điện thoại này và mình thấy rằng nó có 5 điểm khiến cho mình cảm thấy nó rất là giống với Note 20 Ultra mà mình đã từng sử dụng. Đầu tiên, đó là về phần màn hình. Vẫn là một màn hình đục lỗ cho rất là nhiều không gian hiển thị ở mặt trước đây. Cùng với đó là tấm nền AMOLED Full HD Plus mang lại khả năng hiển thị tốt, màu đen sâu, dùng trong nhà hay ngoài trời thì đều ổn áp cả. Trong quá trình trải nghiệm thực tế với các tác vụ cơ bản như là mình lướt web này, mình đọc truyện hay là mình dùng mạng xã hội thì mình thấy rằng là tần số quét 90Hz trên OnePlus vẫn đảm bảo sự mượt mà. Cơ bản là vì Note 20 Ultra như các bạn biết rồi, nó sẽ chỉ hoạt động được ở 120Hz ở cái độ phân giải là Full HD Plus mà thôi. Thành ra là mình không có quá nhiều cái sự phàn nàn hay là cần phải làm quen gì với cái màn hình trên OnePlus Nord CE 5G cả. Nó cũng có luôn cái tính năng đó là tự động điều chỉnh tần số quét để tiết kiệm pin. Ví dụ nhá, khi mà mình xem YouTube ý, thì cái tần số quét sẽ tự động giảm về là 60Hz. Và khi mà mình dùng Facebook thì nó sẽ tự động tăng lên 90Hz để giúp cho mình tiết kiệm pin hơn. Điểm trừ của màn hình này là nó hơi bị ám vàng nhẹ. Xem được HDR trên YouTube nhưng mà có hiện tượng là giật khung hình. Thứ hai là trải nghiệm mượt mà trên chiếc điện thoại này. Mặc dù nó chỉ sở hữu cho mình con chip Snapdragon 750G 5G thôi, nhưng mà do được hệ điều hành Oxygen OS tối ưu rất tốt nên là phản hồi của các ứng dụng trên máy vẫn khá là nhanh. Tốc độ load các app cơ bản cũng không thua kém gì so với Note 20 Ultra. Nhắc đến gaming thì các tựa game phổ biến hiện nay, OnePlus Nord CE 5G đều có thể chiến mượt. Mình có chơi liên tục 80 phút, nhắc lại với các bạn là 80 phút nha. Mình chơi 3 tựa game cơ bản với Call of Duty và Liên Quân Mobile thì nó có thể chơi ổn định từ 58 cho đến 60fps, mức setting ở mức cao, không có gì phải chê cả. Như các bạn lưu ý cho mình đó là với tựa game Liên Quân Mobile ấy, thì chúng ta sẽ không được hỗ trợ hình ảnh HD nha. Sang PUBG Mobile thì mình khá hài lòng ở mức setting mượt cực cao, FPS rất đều, ổn định. Nó chỉ bị drop nhẹ về late game và dùng scope thôi, nhưng mà cũng cực kỳ là nhẹ thôi và nó hoàn toàn không đáng kể. Mình vẫn top 1 như thường. Và sau khoảng 80 phút chơi game ấy, thì nhiệt độ cao nhất là ở mặt trước của máy với hơn 40 độ C. Còn nếu như anh em muốn chiến game hardcore hơn thì mình khuyên là anh em nên chọn mấy cái máy của Poco với cái con chip Snapdragon 860 hoặc 870 ấy, chơi cho sướng. Tổng kết về phần cấu hình này thì mình thấy rằng là OnePlus Nord CE 5G hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của mình. So sánh về hiệu năng trên mức giá thành thì mình không có lý do gì nhiều để có thể phàn nàn về nó. Thứ ba, đó chính là phương thức bảo mật. Note 20 Ultra có cái gì thì OnePlus Nord CE 5G gần như là nó có cái đó. Mở khóa gương mặt trên OnePlus hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Khi máy nhận diện gương mặt của mình thì nó cũng hiện luôn các thông báo trên màn hình khóa để cho mình tiện theo dõi, rất là tiện lợi. Cảm biến vân tay quang học thì nó khác vân tay siêu âm trên Note 20 Ultra, nhưng tốc độ nhận diện thì không có sự chênh lệch. Tuy nhiên, cái điểm trừ ở đây đó là mình thấy là cái vị trí đặt cảm biến ấy các bạn đây này, nó hơi bị thấp, thành ra là những bạn nào có ngón tay ngắn thì sẽ phải hơi với một tí. Thứ tư là về khả năng hỗ trợ lâu dài. Theo như thông tin mình có tham khảo được ở trên GSM Arena ấy, thì chiếc máy này sẽ được hỗ trợ update thêm 2 bản cập nhật Android nữa và thêm 3 năm update các bản vá và sửa lỗi. Thực ra thì đây nó không phải là một con số quá lớn, tuy nhiên đối với một chiếc máy tầm trung thì con số này cũng rất là tốt rồi. Thêm vào đó thì kể cả mà hết cái thời gian cập nhật này, các bạn hoàn toàn vẫn có thể up ROM các thứ ở trên chiếc điện thoại này. Anh Khôi nhà mình ấy có một con OnePlus 1 các bạn ạ, vẫn có up được ROM cơ, đỉnh cực. Cuối cùng là về thời lượng pin mà sạc nhanh. Viên pin 4500 mAh cũng ngang trên Note 20 Ultra, nhưng mà OnePlus có vài điểm cắt giảm về màn hình cũng như là hiệu năng nên là cho thời lượng sử dụng lâu dài hơn. Mình dùng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối thì vẫn còn 30% pin.
Mà kể cả có hết pin thì cũng không phải lo vì máy có hỗ trợ sạc nhanh 30W, có thể bơm đầy 70% pin chỉ trong nửa tiếng. Nếu như mọi thứ trên chiếc máy này đều hoàn hảo thì mình đã dùng quách nó rồi. Nhưng mà sau 360 tiếng dùng thì mình lại thấy nhớ nhớ chiếc Note 20 Ultra này. Bởi lẽ thì Note 20 Ultra, nói gì thì nói, nó vẫn là flagship và nó có một số thứ mà OnePlus không thể nào có được. Thiết kế là thứ phải kể đến đầu tiên. Máy rất mỏng nhẹ, cầm sướng tay và không bị cấn. Nhưng mà nó được hoàn thiện từ nhựa nên là nó không đem lại cảm giác cao cấp. Đồng thời nó bám khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Giải loa đơn là một điểm trừ tiếp theo với một đứa thường nghe nhạc trong lúc tắm như mình. Âm thanh không tách bạch, nghe mắc âm lượng thì bị rè, nói chung là nó không ngon. Camera chính 64MP, cùng với đó là cam góc rộng và cam đo chiều sâu. Đây là cụm camera cơ bản trong phân khúc giá như thế này mà chúng ta đều quen thuộc rồi. Chụp tự động trong điều kiện đủ sáng thì ảnh vẫn cho chi tiết ở mức chấp nhận được. Zoom lên thì hình bị bệt khá rõ. Camera ultra wide có khả năng mở rộng lên đến 119 độ, nó thu được nhiều vật thể hơn. Hiện tượng méo lệch góc cũng không quá nhiều, nhưng mà chi tiết thì không tốt. Màu sắc bị chênh lệch rõ ràng so với cam chính. Điển hình là hình ảnh tán cây màu xanh lá mà các bạn đang nhìn thấy đây. Ảnh chụp người cho chi tiết khá tốt nhưng mà da mặt hơi bị vàng. Chế độ chụp ảnh xóa phông hoạt động không ổn định. Ví dụ như tấm hình mình chụp chị Payo ở đây nhá, thì máy tách nền tốt, làm mịn da khá ảo. Còn bức ảnh mình chụp cái lọ thì máy lại xóa lẹ mà chủ thể, cũng không hiểu vì sao nữa. Camera selfie làm khá tốt khi mà nó làm mịn da người, da sáng và không bị quá ảo. Chụp người trong điều kiện thiếu sáng thì máy xử lý không tốt, da người được cả mịn đi, khi zoom lên thì nhìn rất là mờ. Chế độ chụp ảnh đêm hoạt động khá hiệu quả khi mà nó làm cho ảnh sáng lên thấy rõ, nhưng mà hình ảnh thì không sắc nét và nó bị noise khá mạnh như logo quả táo các bạn đang nhìn thấy ở đây. Quay phim thì mình có thử ở hai chế độ. Với Full HD 60fps thì màu sắc hơi nhợt nhạt, độ sắc nét cũng không cao, chống rung ở mức vừa phải thôi. Còn với 4K 30fps thì chi tiết tốt hơn, màu sắc cũng tươi tắn hơn, nhưng mà khung hình thì bị giật rõ rệt, da người bị vàng và tiếng thu âm thì bị méo. Em đang xem là mặt anh có bị vàng không? Nói về khả năng kết nối 5G của máy thì rất tiếc là chúng mình chưa thể nào mà ra ngoài test kỹ cho các bạn được. Vì dịch bệnh cũng khá là căng thẳng ấy, nên là cũng mong các bạn hãy ở nhà và tuân thủ chỉ thị của chính phủ nhé. Dịch bệnh qua đi chúng ta lại gặp nhau bình thường. Như vậy là sau một thời gian dài chung sống với OnePlus Note CE 5G thì mình thấy rằng là nó rất là thân thiện với cả túi tiền cũng như là trải nghiệm của người dùng. Những điểm trừ của nó để đổi lại khả năng kết nối 5G và những ưu điểm khác như là màn hình đẹp này, cấu hình tốt và được hỗ trợ lâu dài thì mình thấy rằng là nó khá ngon trong tầm giá là hơn 8 triệu đồng. Bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo ngay đường link phía bên dưới dẫn thẳng đến chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphone S đang bán chiếc OnePlus Note CE 5G này. Với cá nhân mình thì mình thấy là nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo đấy. Vậy thì các bạn đang xem video, bạn nào đã từng dùng chiếc OnePlus Note CE 5G này rồi, hoặc là các bạn đã dùng bất kỳ một cái sản phẩm nào đó của OnePlus rồi, thì hãy chia sẻ với chúng mình bằng cách comment xuống phía bên dưới. Không mọi người lại bảo mình reviewer ăn tiền chi trả, chả biết cái gì mà nói. Nhưng mà nó ngon thật. Rồi, và các bạn cũng đừng quên là like, share và subscribe Vật Vờ Studio để đón xem những video công nghệ hay ho hơn mỗi ngày. Và mình là Rương Công Nghệ, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.